Giới thiệu máy lọc nước New Eastspring với bộ lọc Eastspring Carbon E3. Bộ lọc dễ thay thế. Bộ lọc Eastspring Carbon E3 màng lọc sơ cấp, màng lọc bảo vệ, màng lọc carbon. Lọc hiệu quả hơn 170 chất gây ô nhiễm, bao gồm vi nhựa, chất thải dược phẩm và hơn thế nữa, thay bộ lọc dễ dàng trong vòng chưa đầy 2 phút mỗi năm một lần. Dễ dàng, hiệu quả, hiệu suất vượt trội, sạch và an toàn. Máy lọc nước New Eastspring, tinh lọc vượt trội, sống khỏe chủ động.